theo Thánh Luca. Đức Giêsu nói: "Nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy." Ăn năn trở về. Đấng Ala sai sứ thần đi tìm một thứ quý nhất trong trần gian. Sứ thần đi và đã đem về nhiều thứ quý giá và hiếm có, nhưng Ala vẫn không vui. Lần nọ, sứ thần đem một giọt nước mắt về. Đấng Ala ngạc nhiên. Sứ thần nói đó là giọt nước mắt của một phụ nữ sau khi đã nhận ra tội lỗi của mình. Đấng Ala vui mừng nói: "Ta đã tìm thấy." Con người thường than van, trách móc Chúa rằng: "Sao người lại để cho các sự dữ xảy ra, chẳng hạn chiến tranh, lục lội, bệnh tật, ô nhiễm môi trường, phá thai, buôn bán nội tạng." Ít ai đặt vấn đề nguyên nhân nó từ đâu: do con người hay do Chúa? Trước những tật xấu, chúng ta lại hay quên, không nhận ra rằng chính vì tính tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo của mình mà con người gây ra biết bao sự dữ, làm hại cho nhau và cho chính mình. Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn các biến cố với niềm tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa. Dù con người có tội lỗi ngập đầu ngập cổ, dù tội có đỏ như son, Chúa vẫn luôn yêu thương, tha thứ cho họ. Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, để mọi việc con làm, mọi điều con suy nghĩ đều dựa trên tình yêu Chúa. Amen.